Hello everyone, welcome back to my channel. Hôm nay mình sẽ chơi tạm từ game bắt đầu với Advanced Key Cup Packing. Win. Next game. Divine Scone. Game này cũng gần giống với game đấy các bạn ạ. Win.
các bạn xem cho mình một like và một subscribe nhé. Shopping mall parking. Thôi mình chơi ở trên đây luôn. Xe nhỏ mà có lông này to. Dạ, chạm chân xuống kia rồi. Sao nhỉ? Đó là bắt đầu đấy. Ôi dạ. Thế cái đế đoạn này là bị sao ấy. Cẩn thận nào, nó ôi dạ.
Wind River này mới thôi, không thoát được cái đấy container này. Tại thật. Nói, đến này cũng phải chết. Hơi xa này, gần lại đi. Không được không? Ngồi lặng một chút an toàn. Này một con hồn nó phải chịu chịu luôn. Muốn lăng thì cũng chậm chậm phết đấy nhỉ. Classic car parking. Ủa? Một căng rồi. Wow. Easy. Làm mấy cái cua này ngắn ngẩm lắm rồi. Không sao, cố vậy. Chắc này.
bảo Malaganda vãi. Mẹ vừa này có gì nó sẽ sai này. Phần 8 Okay, let's go. Monaco. Three, two, one. Mình đang chơi cái con khủng long.
á. Ba mẹ á. Fast Nicho. Mày có mày đè nó. Thế là người thứ nhất. Để chết luôn. Đổi gì nhỉ? Ok. Camper van. Thử với nhau.
nó thoát rồi. Yoshimoto. Internet. Let's get started. Drive safe. Nó là 360 này. Không đi có 5 cây này. Turn left. Thanks, Mom, for buying me. Continue straight. Continue straight. Turn left. Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây. Bye bye.